Cái gì? Cá cá đuối hả? Nhiều nó ba mấy ngày. Con cá đuối ba mấy ngày cũng được chứ. Cá tra đông lạnh chứ đâu có cá sống, tại vì ở đây mà, ở đây đâu có cá sống, cá đuối sống cả nhà. Thì nào mày Cà Mau á thì có. Trời ơi, cái cá. Nè cả nhà ơi, làm một thao trà đường cho mấy chú làm hồ làm đường. Ôi bánh nè con ơi, cho con té Su ăn sáng được rồi Su ơi, bánh cam đó nè con. Su lấy cái bình trà ra mà không có. Vậy con, vậy bánh tét nè. Su nó phải ăn bánh tét mỡ. Nó cũng thèm, nó không là nó cũng thèm, nó phải ăn. Đây, là bánh này chơi cả nhà, có bánh cam nè cả nhà. Rồi mẹ đi chợ rồi mua tép. Mua cho mày để mà không có nhiều cái gì không có đâu. Có con nhỏ có bán có nhiều ra này tao lấy hết á. Bao nhiêu? Thì cũng 60 ngàn nữa ký. À 120 hả? Để về không có, về không có thôi. Không phải bữa nào cũng có đâu. Mở cửa ra mẹ, tối quá cái bếp mình tối quá. Cá mắm thì để riêng trong cái thao để nó tanh. Tép làm cho ngoại lấy cái hộp á, để cái hộp á, làm sao mà lên dưới dư người hộp vậy đó. Cái út của hộp, ngoại hộp sẵn vậy đó. Cái này mẹ làm bún thịt nướng á cả nhà, cái tại ngoại cho thịt á, thịt cái mà cũng hộp á, thì có thịt thì cái mẹ con làm hết cục thịt luôn, cục thịt cũng được đó, mẹ làm hồi cho ngoại có hộp nhất nữa. Mua đồ ăn bún thôi à, chứ cũng đâu có mua gì nhiều. Vậy chứ một bữa chợ vậy là mấy trăm ngàn nè. Đúng rồi. Bốn, ba bốn năm trăm ngàn. Không chơi đâu. Đây là con cá đuối nè. Cá đuối này là nấu cơm á. Nấu cơm mẻ được. Cơm trưa cơm mẻ. Em chợ ở chợ khác luôn. Ở hai cá đuối này ban mấy ngàn cũng được á chứ. Tép bạc xong nè. Mẹ con tính đi thành phố, tính về lại Sài Gòn. Mẹ con mua thấy rồi đó. Mà đều, mình mua mình đem đi liền thì nó ngon. Còn để đây chúng chưa biết chừng nào đi là tại làm đường chưa xong. Làm đường xong rồi xe chạy rồi được thì nó mới chở đồ đồ đi ra ngoài phà đồ mới được. 120 kg cắt đầu đôi sẵn hết rồi để rửa sạch để tủ lạnh á. Để nó không ngon à. Tép tép thường của mình. Tép thường này thì thường thường mẹ con hay mua 100 ngàn ký ở quê, có loại 100 mấy cũng có, nhưng mà mẹ con hay mua cái loại này chắc 100 ngàn. Xin một thùng lần kia ngay đổ ngay canh cái chỗ đó đặng đi lên xuống xin thùng thôi. Chở đi lên xuống rồi xuống ra nhà có gì đâu mày quay tao rồi cái mẹ con mua giá, mua giá để ăn bún thịt rem giá ngon quá chứ, nó khô ráo này, khô quảnh nè, ráo quảnh chứ tự nhiên khô quảnh giá giờ người ta lấy khô vậy chứ còn không phải xì xương ngâm nước rồi mẹ ngâm nó nông nước nó không ngon ha, giờ khô rang à. Tép này nhanh nhiên, tép ra, tép ra, tép này nè. À, là coi như là nó 100 ngàn ký, con đón đi chơi. Nay cũng mắc rồi. Tất cả. Dưa leo, củ cải. Mẹ con như là phải ăn bắp cải hầm lắm, bắp cải hầm thịt đó. Này nè, có xào, Ngọc có xào, ăn hay xào. Mua sẵn. Mẹ có biết mùi gì? Hành. Dạ. Hành. Ủa tự nhiên nhìn hẹ nói hành trời trời. Ớt sừng tàu, hẹ, rau thơm.
bài biện đồ chơi vậy thôi. Đây là bún, như đây chắc 1 ký bún nè. Nhà Ngân với mẹ không bao giờ ăn hết 1 ký, lại mua thêm này, cho ngoại á, làm sẵn vô hộp cho ngoại ăn cho nó khỏe ha. Vậy cái vậy chan nước mắm ăn liền à. Có bánh cam với bánh tét nè con. Bánh tét mỡ nhiêu nhiêu ạ? 7 ngàn còn cũng được chứ. Muốn mua chỗ nào ạ? Để cho con ăn hả? Đòn vậy là 17 ngàn. Ngồi chơi với mẹ con. Ai nói vậy? Dạ. Ai lấy cái điện hồi đó, ai lên coi điện hồi đó cho tôi ghim ăn. Cái làm gì chú? Ổ điện đây nè. Mẹ nói lấy cái ổ bánh tiêu hả? Ghim được chưa? Rồi hả? Đó hả? Sao để tay vô giật mà sao không nghe? Để tay vô thử có biết liền ha. Để vô giật rồi mà. Có điện mà. Có điện mà. Ở đây 35 ngàn hả? Ủa chưa? Mới tuần đi bán hả? Thì sao kỳ hả? Cho trong đây mát chứ hả? Gọi xong luôn rồi đó. Đây là bể ở ngoài gì chị? Ăn chứ có điện mà. Cái ổ có quạt mở mát mà. Ủa chưa? Không phải chạy mà. Con rút cái ổ điện ra đây. Trời chút tôi thiệt chứ. Mấy quạt ra đây, tùy vậy chứ đâu, tại chui á nghe. Chạy mà. Cái chui của anh á, chứ ổ điện nó có điện. Em sạc pin điện thoại hoài đó. Chui này ngon lắm. Quạt xịn ghê em. Bật cái rớt cái nút luôn. Chui ta ngon lắm mà sao kỳ vậy? Chui con ngon, sợ là cái máy đó đó. Cái máy là bị xì chốt rồi, chẳng nổi mà. Đưa cái đây cái nào? Nó chắc bị si ba chao rồi. Sửa rồi. Ê Kim Ngọc lại đây. Ok đây ok. Rồi thọt tay vô đi rồi báo. Rồi. Cầm luôn, con cầm chút. Anh nói thọt tay vô có người ta liệu ta thọt tay vô thiệt á. Gặp em nè, nói thiệt là thọt tay vô em thọt tay vô thiệt luôn á. Trời ơi, gặp mấy đứa kia kìa, nói thì đụng tới nó liệu thấy thương luôn. Ừ, đừng nói chuyện ngay. Đó, đi dẫn chung nghe mấy bữa nè. Có mấy nữ, ba mấy nữ gì. Đụng tới nó. Ừ, liệu là vậy không á. Mấy người liệu. Liệu là thấy điều người ta chửi hết dòng họ của mình luôn á. Bánh cam nè. Ngân bài cái hàng sáng quá trời. Giờ ngân dọn dẹp nha cả nhà. Lật ra lật rồi nha. Quá trời bài cái bàn. Bài ra để cho cả nhà coi mua gì vậy đó. Để cho có cái góc quay. Bánh cam nè. Nước mắm tỏi ớt nè. Mình chiên khô cá phèn lên cả nhà. Cái mình bầm xoài. Cái mình để khô cá phèn lên bên trên. Rồi mình rưới cái nước mắm tỏi ớt này lên bên trên. Mình ăn cơm, nhậu. Cực kỳ ngon luôn. Ngày hôm qua Ngân làm rồi, ăn rồi, rất là ngon. Cái này là mẹ Ngân rửa sạch rồi. Làm sạch sẽ, rửa sạch rồi. Bây giờ Ngân sẽ bỏ vô trong cái bao, bỏ trong ngăn đá tủ lạnh. Tại bữa nay tép này nó cũng không được ngon mẹ. Nói chung là nó hiếm, không có cả nhà. Chợ bữa không. Vậy là quý rồi. À, cái tép này cũng bỏ tủ lạnh luôn. Tại vì sẵn lần đi chợ mua rồi để dành ăn luôn. Chứ cũng không phải là một bữa ăn mà ăn hết đồ ăn vậy. Để ăn từ từ vậy đó. Đi xa chợ nó cực đó cả nhà. Cá gì 1 ngàn ký. Cái đói. Trời ơi. Giữ trời cái đói. Kẹp cái dưới nha. Con ăn
Long An à, Long An thì Long An đâu có cá nhiều ta. Mà đó chợ Long An với Tân An chứ không phải Long An, Tân An. Chợ Tân An với cái là dưới ở dưới là Trà Vinh rồi. Tân An ở dưới khúc Trà Vinh mà. Trà Vinh á. Chứ đâu phải Long An. Tân An. Cũng dưới đó thì cá nhiều đúng chợ rồi. Tân An. Gần biển Tân An, Tân An thì Long Còn, Long Vĩnh. Cá đuối rồi có 1000 ký. Đó hồi xưa cái kìa. Thì ngàn ký giống như giờ 100.000 hay 200.000. Mà đó kiếm ngàn cũng cần ai. Đó còn xài giấy 500, 200 đồng nữa. 50 đồng nữa hồi xưa mà. Một tài tiền bạc cắt tiền gì đó. Cá này mà có lục bình nữa. Nó còn chua hả mà. Cá đuối rồi cả nhà. Chứ mình ở đây mình tại vì ngon ở đây là gì? Miệt đồng bằng, không có biển cho nên là cá đuối toàn là đông lạnh không à. Ở Vĩnh Long không có cá đuối. Thì cái này là mấy cái vùng biển khác người ta chuyển tới thì cá đông lạnh không mà không bao giờ có cá sống. Tèm ăn đồ biển mà con cá mà nhảy đạch mà không bao giờ có hết từ đó giờ luôn cả nhà. Không phải là cá đồ biển mà còn sống, chưa bao giờ thấy con cá nục hay là con cá ngừ mà nó còn nhảy còn sống nữa. Cái đó chắc chỉ mấy người đi biển mới được ăn vậy. Vô tới bờ nó cũng chết mẹ hết rồi. Giờ ngăn để tủ lạnh, để ngăn đá, để dành ăn. Chứ cũng chưa có ăn rồi, bữa nay có đồ ăn này.